Như các bạn thấy đó, có cái cô đó, cái cô trong cái khóa đó tu sao mà cuộc đời cái nhân quả làm sao mà cái khổ nó dồn dập tới mà nó nhắm mắt lại ngồi thiền mà nó phải giật lên luôn, nó giật những cái khổ đó, những cái mà nó dồn dập quá lâu rồi rồi cái thành bất thường luôn đó. Nó quá nặng, nó trồi ra nó làm con giật luôn. Ừ. Rồi nó hỏi chuyện là mình sẽ biết tại sao một người đã bị cái đó. Ôi trời ơi, ngày xưa giống như lập gia đình rồi nghi người này gì gì rồi, rồi con cái gì gì rồi mở kinh doanh gì gì, mà cái tâm của cô cứ như vậy là cô sẽ như vậy hoài luôn, hết đời này tới đời sau cô cũng tiếp tục như vậy hoài luôn cho đến khi cô thay đổi. Cô đừng có sống với một cái năng lượng của một nạn nhân, cô nên sống bằng cái tâm kim cang của sự giải thoát. Còn thôi là không ai cứu được các vị trong cái cuộc đời này hết trơn á. Giả tỷ như Đức Phật hay Chúa vậy đó, Đức Phật cũng nói là sao, đạo sư là gì, là người thầy chỉ đường, các vị phải tu phải bước mới tới, còn không tu người ta chỉ cho ở chỗ giác nhưng mà cứ nương vào cái lợi lực của người khác, không không tu, không tu thì đứng yên một chỗ rồi nói sao tôi tu tập tôi không tiến bộ, mà cuộc sống của tôi cũng không có, nó cũng tiến bộ chút chút, là mình tu có chút chút, mình tin vào phiền não hơn, mình tin vào kim cang, được cứu không biết bao nhiêu đợt luôn rồi, hết bớt khổ bớt khổ bớt khổ, nhưng mà vẫn thích chìm đắm ở trong cái khổ. Những người mà nặng chìm đắm ở trong cái khổ như vậy đó thì bây giờ bắt cái bài rải tâm từ, truyền cờ gửi năng lượng yêu thương đến người khác, đến đến tam giới này, đến tất cả muôn người muôn loài, để gì? Thứ nhất là nó xóa sạch cái ác nghiệp của mình, để cho mình tỉnh trước một cái đã, để mình định tâm trước một cái đã, lúc đó mới giác nổi. Chứ còn bây giờ giác là toàn là thấy ác nghiệp không, chịu không nổi, chạy theo dễ lắm, chạy theo những cái phiền não dễ lắm. Niệm I love you, I love you, I love you trong tâm liên tục, và bắt những cái bài thiền, bắt những cái bài rải tâm từ yêu thương đến mọi người, rải tâm từ để nó xua tan những cái tội ác, những cái tội lỗi trong quá khứ mà mình đã làm do vô minh đó. Chứ không phải tự nhiên sinh ra mà thông minh, sinh ra mà đần độn, sinh ra trí tuệ, sinh ra bị khổ cực, không phải nhân quả ha. Cho dù nhân quả thế nào, tu tập đi, không làm những điều ác nữa, làm điều lành và thanh lọc tâm. Giờ thì mình sẽ chỉ những cái phương tiện, những người mà nặng nề hơn những người khác đó, thấy tu tập mà mình không có định tâm để mà mình ở cái chỗ giác đó, bắt rải tâm từ, gửi năng lượng yêu thương đến muôn người muôn loài liên tục và niệm trong tâm I love you, I love you, I love you, I love you, trong lúc bắt cái metta bhavana, bắt rải tâm từ đến muôn người muôn loài, và phải đọc hiểu cái bài rải tâm từ đến tất cả muôn người muôn loài có nghĩa là cái gì, để cho mình có được cái tình yêu thương, để cái năng lượng mình được lên cõi người trước một cái đã, cái người có phước trước một cái đã, hãy tu tiếp. Cái, với cái tâm mà sống như một nạn nhân của cô ta trước đó, mà nếu cô ta tiếp tục sống như vậy thì mình thấy đi xuống, xuống thấp hơn cõi người luôn đó. Cho dù cô được cứu cái bữa đó nhưng mà cô không tu, cô vẫn chính cô kéo cô xuống. Phải tu,